Minh Đường Tử Vi xin kính chào các cô chú. Chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi nhâm tuất 1982 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi nhâm tất là những người giàu lòng trắc ẩn và vị tha. Họ luôn tìm cách giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh và lấy đó làm phương châm sống cho mình. Bởi vậy mà những người này cả đời thường gặp nhiều may mắn, tài lộc, thịnh vượng nếu như phải lựa chọn giữa tiền bạc địa vị và danh dự phẩm chất của bản thân thì chắc chắn tuổi nhâm tất sẽ chọn danh dự và phẩm chất bởi vậy họ không bao giờ làm điều gì trái với đạo đức làm tổn hại đến chữ tín phẩm chất con người mình những lúc gặp phải khó khăn gian khổ tình yêu chính là nguồn động lực giúp người tuổi tất mệnh thủy chinh phục thử thách và cân bằng cuộc sống của mình trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Nhâm Tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021 những gia chủ tuổi nhâm tuất vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác quá dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận nhưng bù lại họ được trời phú cho trí tuệ sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái an nhàn Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021 cho các gia chủ nhâm tuất sinh năm 1982, tháng này sẽ có những may mắn trên các phương diện, công việc ổn định, tài chính dồi dào, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Cô chú tuổi nhâm tuất còn độc thân có thể có vận may về tình duyên trong tháng này, việc cần là phải biết nắm bắt các cơ hội. Bên cạnh đó, cô chú cũng chú ý xây dựng thói sinh hoạt lành mạnh, tích cực vận động, thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Nhâm Dương thủy gặp ất âm mộc nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia tuổi Nhâm Tuất nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi cô chú phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, cô chú tuổi Nhâm Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải Thái Tuế. Người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm chính vì vậy thầy gia cát khuyên gia chủ tuổi nhâm tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi nhâm tuất. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi nhâm tuất qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận trong tháng 6 âm lịch tử vi nhắc nhở cô chú tuổi nhâm tuất cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của cô chú đang trên đà tiến triển tốt vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Cô chú tuổi nhâm tuất sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Cô chú sẽ nhận được lời khen thưởng và sẽ được tăng lương trong tháng này. Cô chú nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của cô chú có thể coi cô chú là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp của cô chú có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, cô chú sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy gia cát khuyên các anh chị hãy luôn mang bên mình vòng tay Tam hợp Quý nhân, dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng Tam hợp Quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi nhâm tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, cô chú tuổi nhâm tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tháng tân mùi là thời điểm mà cô chú may mắn ở nhiều phương diện. Chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Cô chú có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính, cô chú có được tài chính vững vàng, lại biết cách chi tiêu hợp lý, có các khoản tiết kiệm và đầu tư khả quan nên vấn đề tiền bạc không khiến bạn lo phiền, ít nhất là trong tháng 6 âm lịch này. Cô chú tuổi nhâm tuất cũng có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, cô chú giỏi đầu tư và các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho cô chú thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi cô chú có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và cô chú cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho cả tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi nhâm tất hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và thành công hơn áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt thứ ba về mặt tình cảm gia đạo tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho cô chú tuổi nhâm tuất nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ cô chú có thể thu hút nhiều người khác giới mà cô chú cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp một số người khác giới có thể giúp cô chú nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của cô chú và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của cô chú mà thôi các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho cô chú và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn cô chú đang độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân cô chú chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà cô chú chẳng thể chối từ. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi nhâm tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi nhâm tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Cô chú tuổi nhâm tuất sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 6 âm lịch này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của cô chú nhưng cô chú phải tránh xa rượu và thuốc lá năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu cô chú uống và hút thuốc nhiều hơn cho dù sức khỏe của cô chú tốt đến đâu hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của cô chú vì vậy tốt hơn hết cô chú nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn cô chú cần chú ý về các bệnh về dạ dày đại tràng cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn các cô chú tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú nhâm tuất sinh năm 1982. Ba, ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi nhâm tuất tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi nhâm tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 10 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 6 năm 2021, tức ngày 31 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm tuất trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để cô chú tuổi nhâm tức tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 9 tháng 6 năm 2021 tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ mão, có nạp âm là thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi nhâm tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.